Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân năm 2022 cùng với các địa phương trên cả nước, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, ngày hội giao nhận quân năm 2022 đã diễn ra trang trọng, an toàn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến dự và động viên tại lễ giao nhận quân của quận Sơn Trà. Thưa quý vị, trong không khí hân hoan đầy sức sống của một mùa xuân mới, thì sáng nay các tân binh của thành phố Đà Nẵng cũng nô nức sẵn sàng lên đường tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Năm nay, công tác gọi công dân nhập ngũ của thành phố Đà Nẵng được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, đảm bảo về số lượng, chất lượng lẫn yêu cầu về công tác phòng chống dịch. Năm nay, quận Sơn Trà được giao 175 chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, trong đó 136 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 39 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thanh niên nhập ngũ được xét chọn, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe. Trước khi tổ chức nhận quân, thì đơn vị cũng phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tổ chức thâm nhập mà đánh giá chất lượng của chiến sĩ. Thì so với các năm, thì năm nay là chất lượng tôi cảm thấy là thứ nhất là về sức khỏe, về thể chất rất là tốt, về trình độ thì tương đối là đồng đều. Thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Sơn Trà đã phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức xét duyệt công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, công bằng, dân chủ, đúng luật. Trung bình mỗi công dân nhập ngũ được nhận một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Riêng công dân tình nguyện nhập ngũ và có hoàn cảnh khó khăn được địa phương hỗ trợ 2-5 triệu đồng một người. Hôm nay, 175 thanh niên quận Sơn Trà lại tiếp bước cho anh lên đường nhập ngũ. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các em sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các em dành cho quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. Các tân binh của quận Sơn Trà sẽ được giao về các đơn vị gồm Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 132 thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Bộ binh 971 và Công an thành phố Đà Nẵng. Quá trình giao nhận quân được tổ chức đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời địa phương cũng sẽ tổ chức tuyên truyền giáo dục và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân yên tâm lên đường nhập ngũ.